có ai giữ tính trọn vẹn 10 lễ chưa? Nếu chưa thì chúng ta cố gắng khắc phục những gì 10 lễ sẽ trọn vẹn. Một cơ thể có 5 giới, các trong cùng 5 giới ấy muốn được giải thoát, muốn được hạnh phúc gia đình, muốn được xã hội có trật tự an ninh thì chỉ 5 giới cho 10 cơ sĩ của Phật dạy là đủ đem hạnh phúc cho gia đình và đủ đem trật tự an ninh cho xã hội. Sau đó nữa, người cư sĩ họ có công an giữ gìn thêm 3 giới nữa, và tu sĩ thì phải giữ gìn trọn vẹn 10 giới, đó là giới căn bản nhất. Mà không trọn vẹn được 10 giới thì làm sao gọi là tu sĩ? Còn cư sĩ không trọn vẹn 5 giới làm sao gọi là cư sĩ, là đệ tử của Phật? Đã theo Phật thì phải sống đúng đức hạnh của người đệ tử Phật. Vậy thì mong hôm nay quý Phật tử cũng như quý tu sĩ thì có mặt nơi đây phải nhỏ lời sống đúng giới luật, từ đó chúng ta mới nói đến các pháp tu để làm chủ sanh già bệnh chết. Giới luật không nghiêm chỉnh mà tu pháp gì làm chủ được sanh già bệnh chết được, tu pháp gì mà làm chủ được chấm dứt tái sinh luân hồi? Chắc chắn giới luật không cần thì tất cả các pháp đều tu không cần. Cho nên hôm nay thầy xin nhắc lại, tất cả những người con của Phật, những người đệ tử của Phật, hãy lấy năm giới làm căn bản, dù cư sĩ hay cư sĩ đều phải giữ gìn trọn. Đầu tiên chúng ta thọ tam quy ngũ giới, nhưng chúng ta sống chưa đủ thì chúng ta hướng về giới, hướng hẹn ngày nay sống chưa đúng nhất định là ngày mai sẽ sống đúng năm giới. Nếu là một người họ tam quy ngũ giới hướng đến đạo Phật mà không giữ thì mình dùng năm giới thì không xứng đáng là đệ tử của Phật. Mặc dù có họ tam quy ngũ giới ngàn lần cũng chẳng ích lợi gì. Đạo Phật là đạo tự giác, chúng ta tự về tự giác tới với đạo Phật là phải tự về tự giác sống đức hạnh, sống không làm của mình của người, sống đúng năm giới. Giới thứ nhất là đức hiếu sinh, làm cho vui sự sống của muôn loài. Đức thứ hai là vô xả, đức vô xả, không tham lam trộm cắp, từ bỏ lấy của không cho. Người ta cho thì nhận mà không cho nhất định, dù cây thiên sở chỉ rất nhỏ cũng không lấy. Đó là người đệ tử của Phật. Giới thứ ba tức là đức chung thủy, có vợ có chồng phải chung thủy với nhau, không được ngăn cản với người này kẻ khác, làm cho gia đình mình tan nát, con cái đau khổ. Là người đệ tử của Phật, để hướng đến Phật, để quy y Phật thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Đức chung thủy phải rõ ràng, một vợ một chồng không được nay người này mai người khác. Đây là cái hướng tốt đạo đức bảo vệ gia đình an vui và hạnh phúc. Thầy mong rằng người cư sĩ hãy cố gắng giữ gìn đức chung thủy. Giữ đức tin, đức hạnh thật, chúng ta luôn luôn giữ thành thật. Một người mà không giữ thành thật thì tất cả những điều khác đều có thể là tất cả. Cho nên cái gì thấy đúng biết thì nói, mà không thấy thì nói không thấy, thấy mà nói không thấy thì không đúng, nghe mà nói không nghe thì không đúng. Có nghe có thấy có biết thì nói thật, không dối dứt gian, không gian trá, không trả quyền, không nói lời không thật. Đó là
đức thành thật, tạo cho mọi người có được uy tín đối với nhau. Người không thành thật tự mình làm mất uy tín. Cho nên ở đây thì mong rằng người đệ tử của Phật luôn luôn lúc nào phải giữ dùng uy tín của mình, không hứa mà đã hứa thì phải làm cho được. Cũng như bây giờ mình hứa với Phật, mình quyết tâm giữ gìn giới luật trọn vẹn là phải làm cho được, không khéo thì mình lại lời hứa đó là lời nói không thật. Muốn theo Phật thì phải đọc nghiên cứu những đức của tâm giới. Nếu mình thấy rõ ràng giới luật đem lại lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội thì hãy nỗ lực giữ gìn năm giới tâm này. Giới thứ năm, Đức Phật tâm ấn độ hút thuốc. Tất cả những sự kiện gặp làm cho cơ thể chúng ta bệnh tật thì chúng ta không nên uống, không nên hút thuốc. Đó là những điều lợi ích cho bản thân. Và khi uống rượu say xưa về chính vợ mắng con làm cái gia đình mình tan nát, vợ cũng mất lòng tin với chồng. Như vậy chúng ta đem địa ngục vào gia đình của chúng ta. Cho nên ở đây với người tu sĩ thì mong rằng con hãy giữ gìn năm giới trọn vẹn, hãy bỏ uống rượu, hãy bỏ hút thuốc lá, những vật gì luyện gặp làm chúng ta say mê như bài bạc, chúng ta đều bỏ. Tất cả những cái đó là lợi lộc tham, bỏ tiền tích mà muốn kiếm 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, hoặc là vấn đề bỏ tiền ít muốn có tiền nhiều mà không đổ mồ hôi nước mắt, điều đó đối với người đệ tử của Phật hoàn toàn không làm. Từ bỏ không làm gì đó là âm tham, tham lam gì đó là điều xấu xa, điều đê tiện. Mọi người đều như mình đã lấy tâm tích mồ hôi nước mắt ra làm, chứ không ngồi không đánh bài bạc mua vé số đánh đề để mong hồi đó mà hưởng thụ tiền nhiều, thì như vậy không xứng đáng là đệ tử của Phật. Thì mong rằng nhớ người đệ tử của Phật thì chúng ta không nên làm những điều này. Đó là năm giới của người tu sĩ. Còn người tu sĩ thì phải giữ gìn năm giới nữa, tức là mười giới thân đi, như không nghe ca hát, không nên tụng kinh nghe a, bởi vì tụng kinh nghe a đó là kinh tức ca hát. Không nên nghe nhạc, bởi vì nhạc lời lầm chúng ta thương con thương con thì giờ lợi lầm việc chúng ta làm chúng ta đau khổ, là người tu sĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hỏi thôi pháp tu. Đức Phật dạy chúng ta về phương pháp tu như tứ giác bàn, là phương pháp ngăn ác, diệt ác, thân thiện, tăng trưởng thiện, giúp chúng ta tu tập làm cho thân tâm chúng ta được bình an, thông thản, an lạc và vô sự, có vùng ba quan hệ mạng. Ví dụ như tâm chúng ta tức giận một điều gì, bây giờ muốn tâm chúng ta được an ổn, có phương pháp để làm chúng ta được an ổn. Tâm chúng ta đang sân thì Đức Phật dạy chúng ta có phương pháp để dẹp tâm sân chúng ta. Đức Phật dạy quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi tôi hít vô thở ra năm hơi thở, rồi chúng tôi phát ý lại một lần: quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi lại hít thở năm hơi thở như vậy nữa. Và cuối cùng chúng ta thả ra, không còn tiếp tục tập nữa, thì nghe xem lại coi tâm mình còn sanh hay không. Lúc bây giờ chúng ta thấy sanh hết rồi. Pháp của Phật duy diệu như vậy mà tại sao chúng ta không tu để cho tâm chúng ta không sanh? Ví dụ thân chúng ta bị cảm thọ, đầu chúng ta bị đau nhức, nếu không thì chúng ta phải đi bác sĩ uống thuốc mới hết, hoặc nặng hơn nữa phải nằm nhà được. Tóm lại, đạo Phật có phương pháp để đẩy lui bệnh, tại sao chúng ta người theo đạo Phật mà không biết đẩy lui bệnh? Muốn đẩy lui bệnh trong gì khó, Đức Phật dạy họ là vô thường, cái cảm họ đau nhất là vô thường, ý như vậy. Hồi nãy không đau, sao bây giờ đau, không phải là vô thường sao? Cho nên Đức Phật nói họ là vô thường, cái cảm họ đầu này rồi khỏi thân ta. Hồi nãy không đau, sao bây giờ lại đau? Bây giờ đau thì bây giờ phải ra khỏi thân ta. Đó là cái như lý tâm ý, cái câu như lý tâm ý. Rồi chúng ta tiếp tục an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở tâm ý một lần. Tôi tập 10 phút, 20 phút, 1 giờ, chúng ta thả nhảy. Khi nhìn lại cái đầu chúng ta không còn đau nữa. Như vậy pháp Phật đâu cần nhiều uống thuốc, những để lui được bệnh mà là những tiếp tục được, những tiếp tục được để con đường làm chủ được bệnh tật khổ đau trên thân của chúng ta. Thế thì quý vị thấy cái phương pháp của Phật rất là chi diệu. Chúng ta không đốt một đồng bạc, một viên đốt, không đi nhà thương, mà phương pháp để lưu được bệnh khỏi thân chúng ta. Ví dụ chúng ta uống thuốc hết bệnh này thì sẽ có bệnh khác. Như bây giờ chúng ta bị cảm nhức đầu, chúng ta uống thuốc cảm, nhưng mà chưa uống thuốc cảm đầu hết thì bao tử bị lên, thì như vậy là có lợi ích gì? Cái bệnh này hết thì có cái bệnh khác, như vậy thuốc đâu có lợi ích đâu. Còn cái phương pháp của Phật đẩy lui bệnh không xảy ra cho cơ thể chúng ta bệnh khác, như vậy đem lại hạnh phúc chúng ta rất là rõ ràng cụ thể. Nói như vậy có nghĩa là pháp của Phật chỉ trị những bệnh thường ra, tất cả những bệnh đều trị được hết, bản thân cũng trị được, tất cả ngoài những điều trị. Như vậy đạo Phật mới gọi là làm chủ bệnh. Nhắc là bốn câu đề của Đức Phật: thiên thượng thiên hạ thiên hạ thật vô, nhất thiết thế gian tâm rõ Phật tử. Thầy xin tạm dừng. Trên trời dưới trời, con người là duy nhất, làm chủ sanh già bệnh chết. Chúng ta là con người hay là chúng ta là một loài động vật gì đây? Vậy thì con người sẽ làm chủ được sanh già bệnh chết, tại sao chúng ta con người mà chúng ta không làm chủ được sanh già bệnh chết? Bây giờ trước mặt thầy, quý vị là con người chứ không phải là loài động vật, thì quý vị sẽ làm chủ được sanh già bệnh chết như là Đức Phật đã nói. Trên trời dưới trời, con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết. Có đúng là Đức Phật nói. Vậy tại sao bây giờ có bệnh mà đi bác sĩ đi nằm nhà thương,
là đệ tử của Phật, là người theo Phật mà vậy không? Nếu quý vị không thọ tâm quy của giới theo Phật thì quý vị đi nhà thương, đi bác sĩ thì lại không nói. Nhưng mà đã là đệ tử của Phật thì phải có phương pháp đối trị được những khổ đau của bệnh tật, như vậy mới là đệ tử của Phật. Theo Phật mà không được thì theo Phật để làm gì? Hay là theo Phật để cầu cúng cầu an cầu yêu? Bệnh đau quý vị vô chùa cầu đi để cho Phật phù hộ cho hết rồi. Hay là quý vị con mắt để đi lưu bệnh nhân, thế nào thực tế vô chùa cầu Phật phù hộ cũng hãy cứu phù hộ cho hết. Vậy là Phật lo lắm để cứu cái bộ hôm nay hay hoặc là lo lắm như để tắt rồi để bộ hộ chúng ta, thì đó mà chính chúng ta dùng phương pháp để đưa lại như này. Bây giờ đây mấy ai có thầy thầy để đưa dùng được, đây thì chỉ dùng bây giờ cái đầu thầy nhất thầy ta đi họ là vô thường, cái đầu mấy thầy có làm cơ thể mình được an tịnh thân hành, đối với chư đưa tay ra, thầy chưa ra. An tịnh thân hành, đối với chư đưa tay ra, thầy chưa ra. An tịnh thân hành, đối với chư đưa tay ra, thầy chưa ra. An tịnh thân hành, là thân hành con người tịnh hành. Có phải là cái hành động đưa ra đưa để làm như vậy, trú vào đó. Mà anh có thể cứu vào cái hành động, tức là hành động là cái đi tờ. Ta không thấy bây giờ đây là cái đầu mặt. Mà cái này là cái đi tờ. Thầy để cái này, thầy để một cái dạng ở đầu đây. Thầy bắt cái dạng này, nó sẽ ai dạng. Cứ dạng cho cái con nó được cái cánh tay như thế này đi vô. Cái câu tác ý an tịnh thân hành đó là cái đầu bảy, thì bảy cái bệnh của mấy con sẽ bay ra chứ nó còn ở đó được không? Cái phương pháp của Phật thực tế quá mà. Cho nên có một nhà khoa học cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bảy cái vũ trụ này cho. Bây giờ có ai cho chúng ta được cái điểm tựa chưa? Nếu cho được cái điểm tựa thì người ta sẽ bảy được cái vũ trụ. Còn cái bệnh của mình mà có cái gì mà bảy không được? Thế mà Đức Phật cho chúng ta có một cái điểm tựa và có một cái đòn bẩy để mà chúng ta bẩy bệnh mà không bẩy, để bỏ tiền ra đi uống thuốc có phí không? Làm được tiền sướng lắm sao mấy con, rồi đi uống thuốc ngủ. Mà trong khi Đức Phật trao cho chúng ta một cái phương pháp làm chủ bệnh, tại sao chúng ta không làm chủ? Đây bây giờ mấy con nghĩ Đức Phật dạy chúng ta làm chủ cái chết này. Ai cũng đang thở, có người nào không thở không? Trước mặt thầy người nào con đến hít thở hết? Có người nào không hít thở? Người nào không hít thở là người đó đã chết. Vậy mà phương pháp của Phật định chỉ hơi thở mà không chết. Mà muốn chết thì người ấy sẽ bỏ cái thân này, thì hơi thở không thở thì phải chết chứ ra. Bỏ thì tức là không cần phục hồi nữa là. Bây giờ một người mà người ta làm chủ được cái hơi thở, người ta bảo tịnh chỉ hơi thở ngưng, cái thân này bỏ, không xài nữa. Do đó hơi thở người ta sống trong một cái trạng thái hơi thở ngưng mà an lạc vô cùng. Còn bây giờ mấy con ngưng hơi thở, nín thở coi, nghe cái đầu mấy con nó kêu ve ve trong đó không? Nó rần rần ở trong đó không? Mấy con nín thở thử chút coi, có không? Không chịu nổi không? Thế mà phương pháp của Phật tịnh chỉ được hơi thở chúng ta sống trong khi hơi thở không thở mà cả một trạng thái an lạc. Trạng thái đó gọi gì mấy con biết không? Tứ thiền, trong bốn thánh định, bốn lại định của đạo Phật, định ngũ sắc, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền là cái thiền tịnh chỉ hơi thở. Vậy thì chúng ta tu thì chúng ta tịnh chỉ, chứ bây giờ mấy con bảo hơi thở tịnh chỉ con có ngưng được không? Ai làm được làm cho thầy xem coi. Nhưng các con nhớ tại tu viện Kim Như một bà lão 88 tuổi, bà đã tịnh chỉ hơi thở 15 phút không chết không gì hết đó. Bà hiện giờ đang tập có thể kéo dài 30 phút tịnh chỉ hơi thở mà rất là an lạc, muốn sống hồi nào sống, muốn chết hồi nào chết. Đây là một bằng chứng cụ thể.
các con cứ nhìn sau lưng với con, thầy chân thành, thầy cũng bán thân, thầy cũng bị bán thân như thường, nhưng mà thầy có pháp thầy đuổi bệnh, cho nên thầy bình thường không bị nằm liệt giường liệt chiếu. Hầu hết con số người đang nằm liệt giường liệt chiếu vì bệnh tật. Con thấy chưa, phương pháp của Phật lợi ích gì? Cho nên Đức Phật mới dám tuyên bố thiên thượng thiên hạ như ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời giữa trời có người là duy nhất, làm chủ sanh già bệnh chết. Đức Phật dám tuyên bố, chúng ta thực hiện, bây giờ thầy thực hiện cũng được, và những người đệ tử của thầy đang làm được những chuyện này, thì trước mặt thầy tất cả Phật tử đều làm được chứ. Mình là con người chứ đâu phải là một loài động vật gì sao mà làm không được. Mấy con thấy thầy có khác gì mấy con không? Cũng da, cũng thịt, cũng là con người, cũng ăn cơm, cũng sống như mấy con, có khác chút nào không? Mà sao thầy làm được? Rồi những người xung quanh thầy sao làm được? Bây giờ tới riêng mấy con phải làm được chứ. Mình theo Phật chứ bộ mình theo cái tôn giáo nào sao không làm được? Không hiểu không? Bởi vì gì chính theo Phật là lợi ích cho mấy con, cho nên mới theo Phật chứ. Chứ theo Phật không lợi ích thì theo làm gì? Hay theo Phật để cúng bái cầu siêu cầu an? Theo Phật kiểu gì mê tín kỳ lạ vậy? Phật đâu có dạy điều đó đâu. Phật dạy tự thắp bước lên mà đi. Các con phải tự thắp sáng cái ngọn đèn giải thoát cho chính mình chứ. Chứ đâu có bảo dạy chứ con đến chùa cầu cúng bao giờ. Thế mà mình đến chùa mình cầu cúng không à? Như vậy là mình làm sai lời Phật dạy rồi. Mình đâu phải là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật phải làm đúng như lời Phật dạy, đừng làm sai. Mà làm đúng lợi ích cho ai mấy con? Lợi ích cho Phật hay là lợi ích cho mấy con? Đạo Phật ra đời vì con người chứ không phải vì Đức Phật đâu. Hôm nay thầy 80 tuổi rồi ngồi đây nói chuyện với mấy con, Đâu phải nói chuyện thường. Vì thương mấy con chứ nếu mà không thương mấy con, thầy ở trong cái tháp của thầy, ngày ăn bữa ra có nhằm nhò gì, danh lợi để làm gì mấy con? Nhưng mấy con đang đau khổ mà thầy nỡ bỏ mấy con sao? Cho nên Đức Phật vì thương chúng sanh, vì nỗi khổ của chúng sanh, ngài hy sinh cả ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp vô số, ngài hy sinh cả thân mạng 6 năm khổ hạnh. Các con nhìn hình ảnh của Tiết Sơn, tức là Đức Phật Thích Ca, còn có bộ xương. Bởi vì giáo pháp của ngoại đạo dạy ngài ăn ít, không được ăn nhiều để diệt hết khổ, nhưng không ăn ít chừng nào thì cơ thể càng kiệt quệ, giải thoát đâu không thấy mà cứ toàn khổ. Cho nên cuối cùng tất cả giáo pháp của ngoại đạo tâm thờ Đức Phật pháp nào cũng tu hết, dạy sao cũng làm tận cùng, nhưng cuối cùng tìm thấy sự giải thoát không có. Ngài phải tìm dẫn ra một lối đi để tìm lấy con đường giải thoát. Nếu quả thân không được, thà là chết không để chúng sanh đau khổ. Ngài thương chúng sanh đến mức độ như vậy. Thế rồi ngài tìm được con đường, ngài để lại. Bây giờ con đường của ngài đã bị dùi lắm mà chúng ta không chịu moi ra để mà chúng ta tự hiện. Quá vậy. Chúng ta phụ lòng của một bậc diễn nhân, một con người thương chúng sanh, thương tất cả chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta còn giáo pháp của người 8 lớp học Bát Chánh Đạo, 3 cấp, cấp 1, 2, 3 tức là giới định tuệ rõ ràng. Tại sao chúng ta không triển khai cái chương trình giáo dục đào tạo này để giúp con người sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, làm chủ bốn chỗ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi? Không phải hạnh phúc lắm sao? Nên đây thầy xin nhắc lại để chúng ta thấy rằng con đường chúng ta theo Phật giáo là con đường rất quý, rất quý. Chúng ta phải cố gắng thực hiện. Mấy con ngồi trước mặt thầy, mấy con tu còn có thầy, còn có kinh nghiệm thầy dạy, còn có giáo pháp của Đức Phật ở ngoài, những lời gốc của Phật đã còn để lại. Còn riêng ngày xưa thầy tu như thế nào mấy con thấy? Không có thầy mấy con mò mẫm từng chút đến hôm nay làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp của thân mình, đem ra kinh nghiệm này dạy lại. Có sai những gì của đạo Phật không? Đầu tiên chúng ta tu theo pháp tứ tiến cần Phật đã dạy, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Kế đó Đức Phật dạy chúng ta trên tứ niệm xứ tu tập trên thân quán thân để khắc phục tham lưu,
trên thân mà nhiếp được thân, quán được thân thì tất cả ưu phiền không còn tác động trên đó nữa, đem lại hạnh phúc hoàn toàn, bảo đảm cho mấy con khắc phục được mọi ưu phiền thì chân lý hiện tiền. Chân lý của đạo Phật là gì? Mấy con chưa tu mấy con cũng nhận ra được chân lý đó, chứ không phải là chân lý đợi tu xong rồi chứng niết bàn rồi mới thấy. Bây giờ mấy con ngồi lặng lặng, mấy con nghe thầy giảng thuyết cho mấy con giác ngộ chân lý, tâm mấy con hiện giờ thanh thản, không một niềm suy tư, không tham muốn, không giận hờn gì nào, đó là tâm thanh thản. Các con có thấy tâm thanh thản chưa? Người nào dù một phút một giây mấy con cũng nhận ra được cái sự thanh thản của tâm mấy con. Rồi thân mấy con ngồi đây không mỏi mệt, không đau nhức, có an lạc không? Có chứ, các con thấy an lạc rõ ràng mà. Bây giờ mấy con ngồi đây nè, mấy con có làm việc gì không? Không, ngồi đây nghe thầy. Thì như vậy là mấy con vô sự, chứ mấy con có hữu sự gì đó. Vậy thì tâm thanh thản an lạc vô sự, đó là chân lý của mấy con dạy con. Nhưng chân lý đó mấy con sống được bao lâu? Cái chân lý đó mấy con sống được bao lâu? Nó chỉ có thời gian ngắn thôi, chỉ có một phút hai phút à. Cho nên bây giờ thầy nói để cho mấy con biết, mình muốn sống được cái chân lý đó thì phải nỗ lực tu tập. Tu tập có 12 tiếng đồng hồ mới con đạt được đạo. Nghĩa là thời gian mà tâm thanh tạng là vô sự đó chỉ cần 12 tiếng đồng hồ thôi. Đức Phật đã nói nhất dạ hiền, một đêm làm thánh hiền, có phải không? Chứ Đức Phật đã nói bài kệ nhất dạ hiền rõ ràng. Cho nên chúng ta tu tập có một đêm mà thành đạo, nhưng mà phải biết cách thức, chứ không thể nào mà giữ gìn được cái tâm đó một cách dễ dàng, giữ gìn được trạng thái thanh tạng là vô sự dễ dàng đâu. Bây giờ mấy con nghĩ nè, bây giờ mấy con ráng cố gắng phút thanh tạng là vô sự được nè, phút thứ hai mấy con làm được chưa? Chưa. Chỉ có tu tập mới làm được chứ, còn không tu tập làm sao được. Okay. Nó không khó mà nó khó, nó không dễ mà nó dễ, chứ không khó. Biết cách tu, biết phương pháp, cái nào tập trước, cái nào tập sau thì mấy con sẽ đạt được. Phương pháp có, phương pháp hẳn ngoài, có trường lớp dạy mấy con hẳn ngoài, chứ đâu phải là nó xuông xuông, có phải không? À, cho nên hôm nay thầy nói như vậy để mấy con thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta là có phương pháp, có trường lớp, có lớp lan, lớp thấp có, lớp cao có. Bác chánh đạo mấy con thấy giờ học thì mấy con học theo đạo Phật, mấy con học lớp chánh kiến chứ. Học lớp chánh kiến tức là khai triển cái sự hiểu biết của chúng ta bằng cái ý thức của chúng ta, bằng cái tri kiến của chúng ta. Cũng như mấy con muốn biết chữ thì mấy con phải vào lớp 1, lớp 2 mấy con học chữ thì mấy con mới đọc chữ được chứ, mấy con mới biết số chứ. Ở đây thì mấy con học Phật giáo thì mấy con cũng phải vào cái lớp học chánh kiến chứ. Sau khi cái học đó, học cái lớp chánh kiến thì đã dạy cho mấy con có cái sự hiểu biết như thật của Phật giáo. Sau khi một năm tốt nghiệp ra cái lớp học này thì mấy con tiếp tục vào học cái lớp thứ hai, lớp chánh tư duy. Chánh tư duy tức là sự suy nghĩ mấy con đúng đắn, không được suy nghĩ sai. Nhiều khi do sự suy nghĩ sai mấy con mới giận hờn, phiền não, mới đau khổ, mới tức giận. Còn mấy con suy nghĩ đúng là sao mấy con có phiền não? Bởi nó là chánh tư duy chứ đâu phải tà tư duy. Nếu tà tư duy mới đau khổ, còn chánh tư duy làm sao có đau khổ? Mà mấy con không được học thì mấy con làm sao mấy con biết cái nào chánh tư duy và cái nào tà tư duy? Mấy con suy nghĩ thì mấy con cứ nghĩ là tôi suy nghĩ đúng chứ tôi có suy nghĩ sai đâu, có đúng không? Cho nên cái trường học được huấn luyện, được dạy bảo thì sự suy nghĩ chúng ta mới có sự suy nghĩ đúng. Còn không được hướng dẫn, không được dạy bảo thì sự suy nghĩ của mấy con có biết suy nghĩ chứ đâu phải con biết suy nghĩ. Nhưng mà sự suy nghĩ đó mấy con biết chắc là suy nghĩ đúng không? Suy nghĩ đúng sao là sao mình khổ quá vậy? Suy nghĩ đúng sao là gia đình mình không yên ổn? Các con thấy suy nghĩ như vậy là suy nghĩ đúng không? Chưa được. Mà nếu muốn suy nghĩ đúng phải học, chứ không thể nào khi không ở trên trời rớt xuống mà chúng ta hiểu. Ngày xưa chúng ta sinh ra chúng ta có hiểu không? Cha mẹ dạy chúng ta từng chút, mới đầu dạy chúng ta kêu ba, kêu má, kêu mẹ, rồi tập cho chúng ta biết đứng đi, ban đầu bò trường rồi đứng đi, rồi sau đó chúng ta đến trường mẫu giáo học, rồi đến trường tiểu học học lớp 1 thì học chữ A, B, C, rồi ráp dần, rồi lần lượt đọc được chữ. Bây giờ quý vị đọc được chữ do bao nhiêu công lao học tập không?
Vậy thì Phật giáo muốn học theo Phật giáo thì cũng phải bao nhiêu công lao học tập chứ. Chứ đâu phải đến chùa bỏ ngỏ tụng kinh, đâu phải đến chùa thắp hương lại cầu cúng mà được. Có bao giờ ai tụng kinh mà được giải thoát bao giờ chưa? Chưa có. Nhưng cái lớp học này sẽ được giải thoát. Bây giờ thì ví dụ học nhân quả, người ta chửi mình mà mình học nhân quả thì biết mình có gieo một cái nhân nào trong hiện tại hoặc là quá khứ, cho nên hôm nay nó có người chửi mình chứ, để mình trả cái quả nhé. Khi hiểu nhân quả thì mình còn giận không, hay là mình thiếu nợ mà bây giờ mình chửi người ta nữa, mình mượn người ta không trả rồi bây giờ đó mình chửi người ta nữa, có phải không? Mình xét tôi có làm điều ác gì đó, bây giờ tôi phải trả cái quả này, tại sao là tôi giận cái người chửi tôi mà tôi chửi tại họ? Như vậy là mấy con có học cái lớp tính kiến chưa, tính tư duy chưa? Chưa, cho nên mấy con đâu thấy được nhân quả. Mà không thấy được nhân quả thì ai chửi mấy con thì mấy con ăn thua đủ chứ mấy con nhịn à, có đúng không? Cho nên Phật giáo nó lợi ích rất lớn như vậy đó, nó giúp chúng ta hiểu đúng như thật, không có sai. Rồi học lớp chánh tư duy rồi, mấy con còn học lớp chánh ngữ. Lời nói của mấy con nhiều khi làm cho người ta sắp óc, người ta tức giận đó. Mở miệng ra thì mạ nhục bỉ bán người khác thì người ta phải tức giận chứ. Cho nên cái lớp chánh ngữ dạy cho mấy con có những ngôn ngữ ái ngữ, lời nói nhẹ nhàng êm ái, ôn tồn nhã nhặn, mở miệng ra là người ta thương yêu mấy con vô cùng vô tận. Còn bây giờ mình mở miệng ra thì người ta đâm ra người ta ghét, người ta buồn. Cho nên cái sự học hỏi nó cần thiết lắm, cần thiết lắm. Đạo Phật xây dựng chúng ta trở thành con người có đạo đức. Mấy con thấy cái lớp tiếng kiến, tiếng tư duy, rồi tiếng ngữ dạy chúng ta từ ngôn ngữ, rồi tiếng nghiệp dạy chúng ta từ hành động, từ cái hành động của chúng ta, mỗi mỗi chiều đem lại sự hạnh phúc cho chúng ta rất rõ ràng. Không để chúng ta có những hành động sai. Bây giờ mình hành động mình ra đánh lộn người ta thì cái hành động có tốt không? Cho nên Đức Phật đâu dạy chúng ta đi đánh lộn, đâu có dạy chúng ta học võ đi ra đấu với nhau. Đức Phật đâu có dạy võ. Thế mà bây giờ trong chùa lại học võ chứ. Các con thấy chùa Thiếu Lâm không? Có cái nhóm Thiếu Lâm toàn là tu sĩ đánh võ. Như vậy có đúng của Phật giáo không? Nghĩa là Phật giáo ai mà đánh mình thì mình nên chạy, chứ không được đánh lại người. Người ta tức giận, người ta khổ đau quá, cho nên người ta mới tức mình, người ta mới đánh mình. Chứ người ta khi không người ta đánh mình được không? Mình phải hiểu. Mà hiểu như vậy mới hiểu đúng chứ. Còn hiểu mà đánh lộn thì hiểu đúng không? Cho nên những cái điều sai trong Phật giáo còn rất nhiều mà thầy chưa nói. Cho nên hôm nay tôi nghe quý Phật tử được về đây nghe thầy nói cái đúng cái sai của Phật giáo. Và lần lượt muốn tu học phải có thầy, học phải có thầy, có bạn, học phải có trường lớp, phải có từ lớp 1, lớp 2, lớp 3. Chứ không thể nào muốn vô học Phật giáo mà muốn vô học cái ngồi thiền liền, muốn làm Phật liền nè. Quý vị muốn mau quá cho nên chưa học lớp 1, lớp 2, chưa biết đọc, biết chữ mà vô đại học để ngồi. Ngồi đó để làm gì? Có vị đó thôi, học đại đó mà, chứ đâu phải đại học. Đó là những cái sai. Chưa có gì hết, giữ được chưa nghiêm chỉnh, vô cái ngồi xuất bàn, ngồi thiền, nhập định, định con cóc gì đó như vậy. Ngồi giống như con cóc chứ định về. Mấy vị có thấy những người ngồi thiền nhập định mà họ có làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Hay là đau bệnh đi bệnh viện nhà thương? Thiền gì mà tu theo Phật giáo mà không làm chủ được sự sống chết? Quý vị cứ người nào mà ngồi thiền một hai ngày bảo họ tịnh chỉ chết liền tức khắc thử coi làm được không? Thì như vậy là rõ ràng là đạo Phật. Mấy người tu thiền ở đâu chứ không phải của đạo Phật không? Đạo Phật thiền định của đạo Phật làm chủ sự sống chết, ích lợi cho con người. Như thầy vừa nói, tứ thiền tịnh chỉ hơi thở, tức là cái phương pháp thiền đó làm chủ sự sống chết của chúng ta, muốn sống sống, không chết chết. Nghĩa là bây giờ thầy có thể kéo dài 200 tuổi thọ được. Cái sức của một cái người tu theo đạo Phật, người ta sống như Đức Phật đã nói, một kiếp, hai kiếp hay nhiều kiếp nữa cũng được. Nhưng cái thân này là cái thân bất tịnh, cái thân này là thân duyên hợp, cái thân này là thân vô thường. Nuôi dưỡng sống lâu để làm gì? Ăn không nhai nuốt, nuốt ba cái đồ bất tịnh nó có sạch sẽ gì lắm đâu. Các con thấy trái xài ngoài kia rất ngon cái gì, nhưng nó ăn cái gì mà nó ra nó làm trái xài? Có phải ăn với đống phân nữa không? Có đúng không?
nó mới làm trái xài. Chứ mấy con đem cái gốc xài cầm nó trên đất chai, trên cục đá trên kia coi nó có ra trái được không? Có đúng không? Nó ăn ở chỗ nào mà tốt, thân, màu mỡ, đồ bẩn thỉu nhất thì nó mới nuôi thành cái trái. Từ đó chúng ta nói thờ trái xài này ngon quá, bổ gì? Mấy con để ba bữa trái xài chín uống mấy con ăn đi, coi nó bất tịnh cỡ nào. Mấy con nhai trong miệng nuốt vô mấy con ói ra thử quanh mấy con thấy nó sạch sẽ chỗ nào, có ai dám ăn lại không? Như vậy là những cái thực phẩm chúng ta quá bất tịnh. Tại sao quá bất tịnh mà chúng ta ham ăn? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ăn để sống, ăn ngày một bữa, không vì những cái đồ bất tịnh đó mà đem vô thân chúng ta để sinh ra bệnh tật. Các con thấy những người ham ăn, ăn nhiều, mấy người đã bệnh nhiều, chứ không phải mấy người đã hạnh phúc đâu. Thầy nói thẳng, nói thật, để thấy trên con đường tu tập của chúng ta đúng là chánh pháp của Phật giúp con người thoát khổ. Thầy 80 tuổi rồi, cơ thể thầy như cái que tăm phải không mấy con? Nhưng mà thầy có đau bệnh không? Thầy trèo núi có ai trèo hơn thầy? Thầy nói tiếng rộn rãng chứ thầy có nói run run không? Như mấy cụ già mà kia 80 tuổi rồi, đi run rẩy đi muốn không nổi. Còn thầy có ai mà theo mà kề nắp đỡ thầy đi không? Mấy con thấy thầy bây giờ sống 100 tuổi thầy cũng chưa có ai mà đỡ vai đỡ chân thầy mà đi. Để sức khỏe của thầy hiện giờ thầy cảm thấy mình như một thanh niên 20 tuổi. Mấy con có tin không? Không tin thì mấy con trèo núi với thầy thế coi thầy khỏe ha, mấy con đi hơn mấy con hạ họng chứ còn thầy chưa chắc đã mệt. Thầy báo cho mấy con biết cái sức khỏe của thầy như vậy thì như vậy là thầy muốn sống bao lâu được không? Thầy muốn chết, chết hồi nào cũng được, dễ dàng, vì thầy làm chủ được thân của thầy. Còn mấy con chưa làm chủ, mấy con sai nó không được đâu. Mà muốn làm chủ được vậy là nhờ gì mà thầy làm chủ mấy con? Nhờ Phật pháp đó, nhờ giới luật, nhờ thiền định, nhờ trí tuệ của Phật mà thầy làm chủ được như thế này. Con người của thầy có giống với con không? Cũng mắt tai mũi miệng, cũng thân, cũng chân cẳng, cũng y như mấy con. Mấy con coi tai chân thầy như thế này, người nào ốm cũng giống y như thầy, không có khác đâu. Nó cái chú ốm đó là giống thầy đó, có gì đâu. Các con thấy, các con cứ nhìn đi. Nhưng mà thầy rất khỏe, chú này không khỏe bằng thầy đâu. Các con hiểu chưa? Cho nên mấy con thấy một con người già như thầy mà vẫn khỏe như thế này thì mấy con hãy noi gương theo thầy mà tu tập, đời mấy con sẽ hạnh phúc lắm. Thầy hạnh phúc rồi, thầy bây giờ thầy muốn đi hồi nào bỏ thân này đối với thầy có tiếc đâu mấy con. Nhưng thầy tiếc thầy ra đi, ai dạy cho mấy con những đạo đức này? Ai biết từng tập sách đạo đức dạy cho mấy con sống đời sống không làm khổ mình của người? Ai dạy mấy con? Mấy con nhìn lại những cái đống sách của loài người để lại, có cái cuốn sách nào dạy đạo đức không làm khổ mình của người chưa? Mấy con đọc sách nhiều lắm rồi, và con thấy chưa, có cuốn sách nào dạy không làm khổ mình của người chưa? Người ta nói đạo đức nhân nghĩa lễ trí tín hay chứ đâu phải đạo đức của Nho giáo mà, nhân nghĩa lễ trí tín rất đúng mà. Nhưng tam ca ngũ thường sai mấy con. Tại sao vậy? Sao bắt người phụ nữ phải phục vụ người đàn ông đến cách nào đâu? Trai năm thê bảy thiếp mà gái chín viên một chồng, các con thấy nó công bằng không? Con người mà phụ nữ phải chịu như vậy, còn người nam chúng ta như thế nào? Trong khi đạo Phật rất công bằng, cho với nữ tu vẫn chứng đạo A La Hán như thường, bằng như nam. Các con đừng lấy bất tỉnh pháp do các tổ chế ra mà bảo rằng Đức Phật chế ra để ngăn chặn người nữ. Một người nữ tu chứng quả A La Hán mà còn phải lại một người nam mới xuất gia chưa chứng gì hết, điều đó sai. Thầy không chấp nhận bác cảnh pháp như vậy không đúng. Người nam cũng là con người mà người nữ cũng là con người, phải bình đẳng như nhau thì mới đúng là con người. Chúng ta còn thương yêu loài động vật, loài cỏ cây có sự sống, huống hồ là cái người nữ mà chúng ta coi nhẹ họ đến mức độ. Và cũng từ đó cái người nữ họ bị tự ti mặc cảm trong lòng của họ, họ thấy họ là cái người phải yếu, họ không mạnh dạn. Nhưng lịch sử của chúng ta, dân tộc của chúng ta đã chứng minh điều đó qua Trương Dương Triều Ẩu không thua gì nam ấy mà. Các con có nghe Triều Ẩu người thoát ra lời nói,
cởi cá tình, cởi sống con, chém cá tình ở biển đó. Sống không làm thê thiếp cho người, người nữ mấy con không xứng đáng làm điều đó. Chúng ta có những bậc anh thơ, những bậc anh hùng quý hơn chúng ta, thì chúng ta là những người dân, chúng ta phải xứng đáng với những bậc đó. Thì hôm nay thầy nói để nhớ rằng mấy con là người nữ vẫn tu chứng quả là tu đúng, học đúng. Mấy con thấy trên thế giới này những nhà bác học nữ có không? Họ đâu vui gì lắm. Thì mấy con đừng tự ti mà cảm rằng mình là phải yếu, không bằng nam. Mấy con vẫn làm được những điều mà người nam vẫn làm được. Thầy tu chứng, bà Gautami ngày xưa vì của Đức Phật tu chứng quả là, bà Giáo Dung Đà Lạt vợ của Đức Phật vẫn tu chứng quả là. Tại sao gia đình người ta Phật chứng quả là, con chứng quả là, vợ chứng quả là, tất cả đều chứng hết. Các con nghe câu chuyện của gia đình ông Visakha. Có một đứa con khi gặp Phật thì ông mới nói với vợ: thôi bà hãy đi theo Phật, tôi sẽ ở nhà tôi chăm sóc, tôi nuôi con, chừng nào mà con lớn hơn tôi và con cũng sẽ theo Phật. Bà Visakha vui vẻ lên đường theo Phật xuất gia tu hành. Bà tiến quả là luôn luôn lúc nào ông đến thăm, ông đều cập vấn hỏi bà mọi cách, rồi đến thưa với Phật: xem có vợ mình tu như vậy được chưa? Đúng Đức Phật đó, ta chỉ trả lời là như vậy mà thôi, như là như vậy. Sau khi bà chứng quả thì đứa con lớn thôi, ông và đứa con đến sinh Phật xuất gia, và cuối cùng ông và đứa con chứng quả là cả vợ chồng gia đình của Đức Phật đều chứng đạo. Thì mong rằng gia đình của mấy con hôm nay, làm sao mình là người chồng hy sinh cho vợ mình tu, hoặc là người vợ hy sinh cho chồng đi tu, để rồi cả gia đình mình đều chứng quả giải thoát, chấm dứt luân hồi, không còn khổ đau. Thì ước ao rằng những người ngồi trước mặt thầy đây là những người đệ tử của thầy, của Phật, phải làm cho được những điều này để đền đáp ơn Phật, để đền đáp ơn thầy. Được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp còn khó hơn, gặp được bậc thiện trí thức để hướng dẫn cho mấy con tu tập được giải thoát còn khó lắm. 2700 năm nay có bao giờ ai nhắc lại con đường của Phật giáo làm chủ sống già bệnh chết chưa? Có bao giờ ai nhắc lại những phương pháp thực tế cụ thể sống đạo đức không làm khổ mình chưa? Chưa có. Vậy thì hôm nay có người nhắc, có người dạy, tại sao chúng ta không nỗ lực tu hành, không nỗ lực theo con đường giải thoát? Tại sao chúng ta lại bỏ mà không nỗ lực tu, tập bóng thời gian một cách hoàn, tập hoàn tìm được con gì khó, tập bóng thời gian khó khăn. Ngày hôm nay nghe thầy nói mà ngày mai không tu thì ngày hôm nay đã phí mất rồi, không lấy lại được. Vô thường, các pháp vô thường, tuổi đời sẽ chồng chất lên, và mấy con sẽ trở về làm đất một ngày nào gần đây. Không xa đâu, lời thầy nói là đến đây thầy xin tấm dưới là gì? Con đường tốt là phải có bạn, có thầy, có lớp, có trường, chứ không phải tu là tu đại, tu đùa. Ở đây chỉ đặt cái buổi đàm thoại giữa quý Phật tử để giúp cho quý Phật tử có một cái đại khái trong đầu óc để biết con đường tu của đạo Phật đúng sai, và đồng thời để chuẩn bị cho mình trên tư thế để rồi một ngày nào đó khoác áo ra đi để làm chủ vốn sự đau khổ, chấm dứt tái sanh luân hồi, đền đáp ơn Phật, đền đáp ơn thầy. Thầy chỉ mong điều đó. Sự lợi ích là lợi ích cho quý vị, không phải lợi ích cho thầy. Dạy đạo thầy không lấy một đồng, mà thầy dạy đạo thì chúng con cho quý vị sống, quý vị không có một đồng một cách nào, nhưng sự giải thoát của quý vị là đem lại hạnh phúc cho những người kế tiếp của quý vị. Một người tu chứng là thắp sáng lên ngọn đèn của Phật pháp, 100 người tu chứng là thắp sáng ngọn đèn của Phật pháp, là cả thế giới này sẽ hưởng được hạnh phúc đó. Thì mong rằng
vì dùng gì để kỷ của mình mà chạy theo dục lạc, đắm chìm trong đau khổ, mà hãy vì sự bình an cho mọi người trên hành tinh này mà nỗ lực thực hiện sống đời sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, làm chủ vốn sự đau khổ, chấm dứt sanh già bệnh chết. Như vậy mới là gương hạnh tốt. Thầy mong những người trước mặt này sẽ là gương hạnh tốt dạy con, giúp cho những người chưa thấy chưa biết sẽ thấy sẽ biết, sẽ tiếp tục trên con đường dạy con này. Đến đây thầy xin tạm dừng. Và đem lại cái nguồn an ủi rất lớn và mong rằng
Đừng đọc cái tâm tâm của thầy thì chỉ mong rằng quý Phật tử cố gắng là một chuyện như lời mình dạ là được rồi. Và có những gì sơ sót thì quý vị tu tập không hiểu thì nên viết thơ gửi vào tu viện chung chân, nên gọi điện thoại vào đó để được chúc gặp thầy, hoặc là có tuy nhiên thầy tổ chức ở Quy Nhơn có cái khu an dưỡng, thì khu an dưỡng đó thì giúp cho những người già và những người trẻ đến nghỉ ngơi và được học cái lớp đạo đức, thì mong rằng ở đây sau này sẽ có một cái khu an dưỡng để cho những người được nghỉ ngơi học đạo đức nói gì đó. Thì con như vậy là sau này thì mong rằng quý vị cùng nhau đóng góp cùng giúp thầy để lo cái khu vực này cho có cái khu an dưỡng của mình. Chúng ta không phải còn, bởi vì đạo Phật là cái chương trình giáo dục đào tạo đạo đức, cho nên nó không còn nằm ở trong một cái cá nhân của cái ngôi chùa hoặc là cái đình đó, mà nó là cái trường đào tạo đức. Cho nên khu an dưỡng là gì? Chúng ta nghỉ ngơi để mà chúng ta học đạo đức, đó là như vậy. Cho nên Phật giáo nó không phải là của riêng của một tôn giáo mà gọi là Phật giáo, mà nó của loài người, của con người, nó là đạo đức của con người. Cho nên thầy mong rằng nó không còn nằm ở trong cái ngôi chùa nào, mà là nó nằm ở trong của mọi người. Đây cái bộ sách đạo đức này, nên mấy con đấy, đây là bộ sách đạo đức mà tập 1 thầy đã được xin phép, và đây là tập 2 thầy cũng đã được xin phép, thầy sẽ gửi cho ở tỉnh xá này một số sách đạo đức, và tiếp tục 24 tập sách như vậy sẽ ra đời, và nó sẽ nói hết những cái đạo đức của con người để cho mấy con biết làm cái nào mà mấy con sống trong đạo đức và cái nào phải đạo đức. Đến đây thầy xin trở lại cho chú vui con như thầy.